Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi làm phiền một nhân vật, đó chính là anh Johnny Đặng. Và mình cũng xin đính chính với tất cả các bạn rằng anh Johnny Đặng này không phải là anh Johnny Đặng Kim Cương đâu các bạn nhé. Mong tất cả các bạn để ý giúp mình. Và sáng nay thì anh ấy mới nhắn tin cho mình và nói là có một số cái thông tin muốn chia sẻ lên cho cộng đồng mạng. Thì chúng ta hãy cùng kết nối với anh ấy để biết nội dung mà anh ấy muốn chia sẻ là gì các bạn nhé. À, em chào anh Johnny. Ủa, em thấy anh nhắn tin là sáng nay anh có một cái thông tin để chia sẻ cho bên. Bữa qua cái tin này nó sốt dữ nóng mà liên hệ em thì chắc anh mới nhắn tin. Dạ, em cũng hơi bận một chút xíu anh. Dạ. Ủa, em đang live nói chuyện bình thường, nói chung đến với anh. Em đang live đó, em đang live. À, dạ, dạ. Vậy thì anh cũng chào em Trung cũng như khán giả mình, chúc sức khỏe mọi người ha. Dạ. Rồi thì cái sự việc đó thì bữa hôm qua anh phát hiện ra thật sự đây mà trong cái vụ lùm xùm vấn đề mà từ thiện của Trấn Thành đấy mà bây giờ anh em mình nói chuyện đó. Dạ. Thì thật sự cho đến ngày hôm nay thì bản thân anh lại thấy được đây là thật sự gọi là một thuyết âm mưu đấy. À. Ừ. Thì anh xin nói rõ để đến cộng đồng như em được rõ ha. Dạ dạ. Anh cứ trình bày đi ạ. Thì sau khi mà cái sự việc vấn đề lùm xùm giữa sao kê Trấn Thành á, thì cộng đồng dư luận dậy sóng, thì người ta có soi ra tại sao có anh Tuấn Trần, tài khoản Tuấn Trần này gửi vào tài khoản Nhân Thành số tiền 50 tỷ. À. Đó. Anh Tuấn Trần là cái anh đóng vai con trong phim Bố Già đó mọi người, tại em Trung. Dạ dạ, đó. Em biết rồi. Thì anh Tuấn Trần này có lên đăng đàn, nó giải thích để minh bạch cho bản thân mình. Nhưng mà qua cái đăng đàn của anh giải thích thì anh lòi ra hai chi tiết. Mà để anh nói chuyện, để anh mở điện thoại đọc lại nè. Đây là cái chi tiết thứ nhất anh nói nè. Dạ. Đó là anh nói là anh ghi rõ là không để ý nên chuyển nhầm. Sau khi chuyển khoản xong thấy nhầm nên nhờ anh xin chuyển lại dùm vào tài khoản từ thiện. Đó, đây là một mối chốt để nói chuyện nha mọi người. Để đó. À. Rồi cái ý thứ hai nữa, ở dưới status của anh lại ghi tiếp một câu nữa là anh lại nói một câu là anh xin lại chuyển vô 700 mấy. Không như 300 mà anh đã hứa. Đó, ở đây anh xin hứa cái gì, hứa với ai, hứa lúc nào, ai biết, ai nghe. Chẳng phải chỉ có mấy anh bàn bè với nhau mà anh cũng biết mà anh cũng nghe. Chứ thật sự là cần xin hứa cái gì, hứa lúc nào. À dạ. Chắc không có cái nguyên do của người ta, nhưng mà theo em thì cái 50 triệu đáng lẽ ra là phải chuyển lại 50 triệu thôi đúng không anh? Đúng rồi, 50 triệu. Nhưng mà sao 50 triệu cái số tiền 700 triệu là ở đâu ra ha? Không, cái Trấn Thành cái Tuấn Trần này giải thích 50 triệu lý do cộng đồng soi, Tuấn Trần giải thích cho cộng đồng là 50 triệu mình chuyển vô A Sinh là chuyển lộn, và nhờ cái Trấn Sinh là A Sinh là chuyển lại 50 triệu đến miền Trung luôn. Dạ. Đó, nhưng mà ở đây ý anh nói thì cũng đúng là anh giải thích minh bạch thì ok, nhưng mà anh đây lộ ra một chi tiết cho tôi thấy được đây là một thứ âm mưu. Đó, tại sao anh nói chuyển mà chuyển khoản, anh chuyển băng kinh mà anh chuyển nhầm là sao? À, cái thứ nhất, cái thứ hai này anh nói một câu là nhờ anh xin chuyển lại, nhưng mà anh lại chuyển vô 700 mấy, không như 300 anh đã hứa. Hứa cho ai? Hứa lúc nào? Ai biết, ai nghe? Chứ phải đây là tụi anh bàn bạc với nhau, tính toán nhau, tụi anh mới biết, tụi anh mới nghe, đúng chưa? Dạ. Rồi còn cái vụ vừa rồi, Trấn Thành cũng có nói là chuyển cho Mỹ Hà Hồ. Để cái vị này lớn tuổi, anh xin phép bỏ qua, vô danh anh không quan tâm người này nữa. Dạ. Nhưng mà anh nói tới chỗ đại nghĩa. Dạ. Đấy. À, anh Đại Nghĩa thì em thấy là anh ấy mới lên để chia sẻ cho mọi người là cái việc mà đã nhận của anh Trấn Xìn 3 tỷ, đúng không anh? Và đã đi cung cấp anh, hết cho những người. Anh cũng thấy trên kênh của mình, trên kênh tin tức 24 giờ News, em cũng có nói rõ cái vấn đề mà Đại Nghĩa giải trình cái chuyện 3 tỷ, dạ, đúng không? Thì sở dĩ tại sao anh gọi em, anh nói đây là một thuyết âm mưu mà có liên quan tới Đại Nghĩa đây. À, vậy á, dạ. Thì em thấy rõ ràng cũng như mọi người thấy Đại Nghĩa lên giải trình cái chuyện 3 tỷ cũng nói bằng cái miệng không, đúng không? Không có một tờ giấy lộn, đúng chưa? À. Còn nói về cái tiểu sử cái Đại Nghĩa này thì thật sự cũng như anh cũng như các nhân viên anh em tờ thầy của anh trước đây năm 2016 đã từng làm cái vụ rùm beng trên mạng rồi. Đâu phải là không có em. À vậy ạ. Anh có thể kể lại cho mọi người nghe được không ạ? Đây trước đây cũng bão lũ miền Trung năm 2016 thì nói về Đại Nghĩa này thì anh ta có nhiều cái tài khoản mà để quyên góp từ thiện, cũng như là anh nói là quyên góp cho em nghèo học bổng xây đường xây chùa, anh có chính quỹ đó, anh gọi là một quỹ an vui. Thì thôi, cái vấn đề an vui chính quỹ đó anh gặp chung là một, tôi không quan trọng như đó. Nhưng mà khi anh đứng lên kêu gọi bão lũ miền Trung năm 2016
tại sao anh lại vô, anh lại cố tình luôn chứ không phải là sao anh cố ý anh làm kiểu cách anh gợp cái vị an vui đó lại tài khoản cá nhân anh là cái quỹ miền Trung vô. Yeah. Vô là một lần sau, ba trong một lần sau. Rồi đến mức khi, đến khi mà cộng đồng dậy sóng, nhiều luồng dậy sóng thì anh cũng lên, anh cũng sao cơi, cũng nói, cũng tiêu đồn nói cái miệng không à. Rồi anh có đăng cái một sự tôi nhớ rất rõ, tại chi tiết đó là anh là người trong cuộc mà. À vậy hả? Dạ. Anh là người trong cuộc cái câu chuyện đó mà anh đăng, anh đăng một sự tôi, anh đi anh giải trình cộng đồng nó lẻn mà nó xàm cực kỳ. Nó bận bữa nó cháy con cực kỳ luôn. Dạ. Anh nói là bây giờ cái đó là ngày 18 tháng 10 lúc 20 giờ 7 phút. Anh đăng một sự tết, anh ghi là anh đại nghĩ này ghi là bây giờ đại nghĩ có ba cái khoản như vậy, bây giờ mọi người đi sao kê, sao đại nghĩ sao kê được, cái đây không phải là riêng cái tài khoản của nghĩ mà đây có tài khoản an vui nữa, rồi quỹ miền Trung bây giờ mọi người đi sao kê, quỹ miền Trung sao đại nghĩ sao kê, ai kêu anh làm gì là bây giờ anh làm giải trình cái đó là sao. À. Nên tôi nói cái con người đây nè, cái con người đại nghĩa đây là một con người cực kỳ bận bừa mà trắng trợn luôn, có thể gọi là lợi dụng vô cái chuyện mà từ thiện để anh cướp trắng trợn nè, anh đang nghĩ đó anh đây là một cái vấn đề mà để nói chuyện nè. Dạ. Yeah. Đây có thể gọi một ông chùm luôn đó em, cực kỳ bắn bựa trong cái việc làm mà từ thiện, từ đó cho đến bây giờ luôn, cái câu chuyện từ đó bây giờ lại lãng quên lại chìm xuống, tôi chưa thấy cái một cơ quan pháp quyền nào vô giải quyết cái chuyện này hết á. À tức có nghĩa tôi là nhắc lại mọi người đúng không? Dạ. Yeah, tức có cái nghĩa năm 2016 bão lũ đó. Dạ. Yeah. Rồi đang nghĩ là nó giải trình vậy đó. Tức có nghĩa là anh có đóng góp vào đó là mấy triệu đó đúng không? À, mà có mấy đồng thôi nha. Dạ. Chuyện không đáng, mà thực ra lúc đó là chưa có một Nghĩa Phương Hằng như bây giờ. Thế mà anh chắc chắn nếu mà có Nghĩa Phương Hằng như bây giờ thì đại nghĩa dính tù năm 2016 như hay là bây giờ thì em nhà mà bây giờ câu chuyện đó lên giải trình gì đâu, im đâu tới bây giờ luôn. Rồi tới bây giờ năm 2021 này anh lại đứng ra đón nhận cái việc làm từ thiện của Trấn Thành làm sao? Không phải tụi anh dàn xếp với nhau à? Dạ. Còn Trấn Thành tôi nói luôn, ông đại nghĩa là ông nào chính anh cũng đã biết. Cái năm đó đại nghĩa dính phốt nặng tới bây giờ mà tại sao anh lại một người như vậy bẩn bựa như vậy mà anh lại đi gõ niềm tin vô 3 tỷ? Thì đó này mọi người cũng thấy nó lên nó sao cơ, nó chỉ nói cái miệng không, không có một tờ giấy lộn luôn. À. Là cái ông này chứng nào tật đó từ năm 2016 giờ trước đây đến bây giờ luôn là ông cứ lại cái gì không ạ? À? Ở giải trình này lên nói cái miệng không ạ? À? À vậy thì em xin cắt lời anh tí. Là em thấy thấy anh Đại Nghĩa anh chia sẻ trên cái kênh YouTube của anh á, là anh ấy có sao kê trên trang fanpage, thì không biết là cái này có không biết. Anh có theo dõi không? Tôi nói mọi người phải xem xét lại, anh nói là một chuyện cùng cái thực tế là một chuyện. À. Nhưng mà ở đây tôi muốn đề cập cái chuyện này là đại nghĩ là một người ăn chơn nói dối. Dạ. Ăn chơn luôn. Đây cái sự việc đây là anh em tụi tôi nè, tôi là nhân viên tôi, anh em là thầy. Là cái năm đó là cực kỳ mạnh đấu tối mẹ mà lên trên báo Tiền Phong luôn. Dạ. Còn bây giờ mọi người không tin, mọi người quay lại cái việc làm đại nghĩ từ thiện năm 2016 mọi người sẽ rõ. À. Dạ, dạ tới cái phút đó dính tới bây giờ chưa gỡ ra mà là anh lại đứng ra đảm nhận cái việc từ thiện ở miền Trung nó làm sao? Anh là Trấn Thành bàn tính anh làm sao? Rồi bây giờ anh lên giải trình cho Trấn Thành 3 tỷ anh chỉ nói cái miệng không? Có tờ giấy lộn nào mọi người thấy tờ giấy lộn không? Ừ. Là cái anh này là chuyên gia cứ nói bằng cái miệng không à, từ trước tới giờ là cái chứng nào tập đó anh cứ hỏi cộng đồng như luận về sống là anh chỉ lên nói cái miệng là tôi giải trình bây giờ tôi đi cái này nó gỡ bằng tiền, cứ toàn là nói cái miệng không thấy một tờ giấy lộn nào hết. Dạ. Yeah. Thì cũng vậy anh lên anh trang fanpage anh như em mới đề cập anh nói thì không nói cái miệng không nào, tôi đi qua bên Quảng Ngãi, Quảng Nam, anh cũng nói gì không? Anh nói phải có chứng thiết thực, có dấu đỏ, dấu mộc, có giấy tờ đàng hoàng người ta mới ok chứ. Còn anh cái giải trình bằng cái miệng anh từ xưa tới giờ là sao được? Còn riêng anh này nghĩ này, tại sao tôi nói mọi người bận vừa một người xấu, tức mọi người và cộng đồng và em chung được rõ hơn nè. Dạ. Thì qua cái bằng chứng tôi mới đề cập á, tại sao anh kia gọi từ thiện mà lại dồn 3 trong 1 là sao? Rồi đến khi cộng đồng dư luận dậy sóng thì anh mới nói lên, anh nói bây giờ kêu đại nghĩa sao kê, sao đại nghĩa sao kê được? Lý do là trong đó có tài khoản riêng của đại nghĩa. Rồi tài khoản an vui chính quỹ gộp vô nữa, rồi bây giờ tiền miền Trung vô nữa sao mà sao cơi? Tại ai cái ông làm gì đó, ông giải trình vậy là sao? Thấy chưa? Nên thử là qua cái đây nè thì cộng đồng cũng thấy được đó. Cách bận bựa của cái đại nghĩa như thế nào. Và sự việc kéo dài cho đến nay thì lại chìm xuồng. Đó là con người vậy đó mà chẳng xin lại gửi niềm tin cho cái một người này tôi gọi là cướp cạn trắng trợn luôn. Thì qua cái sự việc lương liệu mà không rõ ràng, cũng như mà minh bạch không rõ ràng của Trấn Thành cho đến ngày hôm nay, thì theo quan điểm cá nhân tôi nhìn chung nhìn nhận lại sự việc cũng như mấy hôm trước tôi đã chỉ rõ bên kênh của em trong này nè, tin tức 24 giờ news nè. Dạ. Tôi bạch trần từng chi tiết lý không minh bạch của Trấn Thành chỗ nào mọi người cũng rõ đó, nhưng mà ngày hôm nay tôi sâu chuỗi lại hết. Khi nhắc tới cái tên đại nghĩa, nhắc tới tên tướng Trần thì thật sự đây gọi là một thứ âm mưu rõ ràng.
anh làm từ thiện mà anh cùng đồng bọn anh bàn bạc bàn tính như vậy thì thôi, chứ còn cái ông nào người tốt như Quyền Linh hay Lý Hải, anh đưa mấy người đó làm rõ nét cho coi. Còn ông đưa ông này nghĩ là ông này, ông này là ông nào, ông này là một người cực kỳ xấu bẩn bựa luôn trong giới showbiz luôn đó. Mọi người tìm hiểu kỹ đi, chưa gỡ ra này kia nọ, chưa giải trình đến với chúng tôi một cái chuyện mà năm 2016 mà ông còn tới bây giờ ông còn đứng ra ông làm từ thiện nữa. Nên là thử là tôi nói đó là một thứ âm mưu, mọi người công nhận không? Nên mà khi mà anh nghe em Trung đến với cộng đồng nữa nào đã nghĩ có giải trình cái việc 3 tỷ của mình đến Trấn Thành là xong xong sao mà được mà xong. Anh giải trình bằng cái miệng không gì thôi nhé, xong cái gì. À đúng, nhưng mà bên cộng đồng, bên kênh tin tức 24 giờ news á, họ vẫn yêu cầu là xem được cái bản sao kê của bên anh Đại Nghĩa Chính xác, mà. ai cũng vậy hết, ai cũng cần đồ họ phải có một cái chứng từ rõ ràng, dấu mộc rõ ràng. Nhưng mà rõ ràng là anh có công nhận là cái phần sao kê nó rất là quan trọng đối với cái việc Chính xác thiện em, nguyện vừa rồi vừa qua đúng không anh? Bây chính giờ xác mà cứ em. ai cũng đổ, ví dụ như là bên Nhất Tâm này, bên Nhất Tâm này, rồi bên vừa rồi thì có cô chị Cúc đúng không? Cái bạn Cúc Kim gì Cúc đó, có lỗi là Kim Kim Cúc Cúc nữa. đó, cùng đổ với cho là do kế hoạch công việc nó nhiều quá rồi không kịp sao kê rồi này kia. Nhưng mà thực tế là theo em nghĩ á, theo em mà đồng góp ý được á, thì em sẽ góp ý như thế này này: trong cái tiền của Mạnh Thường Quân mà gom góp vào đó, họ sẵn sàng chi 5-10 triệu ra để thuê một kế toán, anh công nhận không? Chính xác em. Một tháng luôn đó, là để người ta đi theo, để người ta thống kê lại tất cả những bản những cái khoản thu chi, rồi người ta sẽ làm rõ ràng ra cho Mạnh Thường Quân. Điều đó nó có Chính xác. đáng, xứng đáng luôn chứ, với 5-10 triệu nó thậm chí người ta còn Nên đi anh giúp không. thử, em nói rất đúng. Anh mới nói là nên anh thử mà sẽ ông ấy Hằng đề cập cái chuyện từ thiện sao kênh này, anh rất là mừng. Và anh mong muốn cái clip này đến tai chị Phương Hằng nghe, là chị Phương Hằng giúp giùm tụi em cũng như một số cộng đồng mà ví dụ đang nghe kênh em Chung đi. Có nghe thì làm ơn mà gửi tất cả những cái chứng từ đến cho em Chung để gửi cho chị Hằng rằng làm rõ chỗ Đại Nghĩa luôn. Tôi chỉ rõ Đại Nghĩa là một người cực kỳ bẩn bựa luôn, mà tại sao Trấn Thành lại đem giao cái niềm tin mình cho cái anh Đại Nghĩa là sao? Anh này là chứng nào tật đó, cứ ăn xong là cứ nói bằng cái miệng không à, không có một tờ giấy lộn luôn. Mà người ta cộng đồng ở đây ta cần đòi hỏi, bây giờ trong cái chuyện của Trấn Thành thật sự gọi là chuyện nhạy cảm đi, từ thiện của Trấn Thành là nhạy cảm đi, mà lên đăng đàn anh cũng nói cái miệng không à. Rồi giỏi lắm có là có tờ giấy viết tay anh đi Quảng Ngãi anh bỏ mấy trăm, ai thực tế chuyện đó, ai công nhận cái chuyện của anh là chuyện đó. Nhưng mà anh Đại Nghĩa này là theo tôi nè, tôi là người trực tiếp câu chuyện này, không bao giờ mà anh bao giờ mà có một tệ lộn, tôi nói thẳng với mọi người đó, cứ nói cái miệng không à. Tụi tôi đấu kéo mà đến mức độ từ 2016 đến 2017 để chờ cơ quan pháp quyền là trả lời cái đó, đến mà cũng không có gì, rồi chìm xuồng tới ngày hôm nay luôn. Thì ngày hôm nay lại lòi ra tiếp, lại nghĩ lại là nhận của Trấn Thành 3 tỷ nữa. Đầu của anh cũng lên sao kênh nói cái miệng không. Khi tôi nghe được cái tin em đưa lên, nói chung là nên tôi rất là phẫn nộ, tôi rất là út ức, tôi muốn là nói liền cái chuyện này, tôi muốn vạch trần chỗ Đại Nghĩa ra. Rồi cũng như lại mới đó lại lại lòi ra Tướng Trần nữa. Tướng Trần thì cái trong vai trò là lơ lai cứu chúa em mà lên để mình bật, nhưng mà thực ra anh đã lòi những cái chi tiết đó. Bây giờ tôi nói, bây giờ anh nói Trấn Thành hứa là hứa với ai, hứa lúc nào, ai nghe ai thấy ai biết, anh dùng từ hứa là sao. Cái Tấn Đó Trần là thì sơ hở của anh mà để tôi bắt bị đó. cái Tấn Trần thì Còn em nói về thấy Đại Nghĩa thì Đại Nghĩa là một người như thế nào mà tại sao Trấn Thành lại gỡ niềm tin. Nên thành thử tôi mong muốn cộng đồng cũng như CEO Nghĩa Phương Hằng là trực tiếp làm ra câu chuyện này nè, làm rõ chỗ vấn đề ông Đại Nghĩa này ra, chứ không có để một người như vậy được giống như ngồi dòng pháp luật từ năm 2016 đến nay được. Đó, bây giờ qua cái trước mắt là mọi người thấy anh cũng đưa ra cái sao kê có rõ ràng không, hay là quăng cái miệng không, thấy không? Không có một tờ giấy lộn, tôi nói thật sự với anh Đại Nghĩa là không có một tờ lộn, tôi thường biết. Thậm chí mà đến mức độ cộng đồng mạng đây mà anh đứng ra anh giải thích một cái băng quơ lãng xẹt và xàm xí cực kỳ luôn, vậy còn cực kỳ. Anh nói là bây giờ cái tài khoản Nghĩa kêu gọi đó, mọi người kêu Nghĩa sao kê sao mà sao, tại vì đó là tài khoản cá nhân của Nghĩa, tài khoản chính quỹ An Vui vô nữa, rồi miền Trung vô nữa, mà kêu Nghĩa sao kê sao mà sao, thì một người đứng ra giải thích thì mọi người chịu không, mọi người nghe cái lọt tai không? Nên thành thử là cái vấn đề ngày hôm nay tôi muốn chỉ rõ cho mọi người thấy giờ cái thuyết âm mưu của Trấn Thành này đồng bọn của anh ta nè. Và nói riêng cái vấn đề Đại Nghĩa này thì anh này là một người cực kỳ xấu, thì để cộng đồng chúng ta được biết. Thì bây giờ cộng đồng mà không rõ những gì mà tôi nói thì cứ quay lại năm 2016 Đại Nghĩa làm ăn như thế nào, cái post ngay chỗ Phan Anh luôn đó.
thì đó anh cũng muốn gửi đến em cũng như cộng đồng rõ cái sự việc đó thôi. À dạ. Tại vì anh cũng muốn anh tại anh thấy được đây là thuyết âm mưu nên anh cũng nói rõ. Dạ. Dạ anh nói xuyên qua đại nghĩa thì để cho mọi người thấy rõ hơn đại nghĩa là người như thế nào. Dạ. Anh nói ra anh chịu lời nói trách nhiệm anh chứ không phải anh nói suông được. Không phải anh lên mạng mà anh muốn nói sao anh nói được. Tại vì cái câu chuyện này là người thật sự thật luôn. À. Thì đúng rồi, thấy anh chia sẻ là anh là người trong cuộc rồi, anh có gửi tiền cho anh Đại Nghĩa và xảy ra cái Tại sự việc em đó thì em lên tiếng thôi. Thì đi đó em sẽ cố gắng xác minh xem là bên bên phía anh Đại Nghĩa đã có những cái bản sao kê bằng ngân hàng chưa anh nhé. đây nè, qua đây đợi anh, sau này anh sẽ gửi cho em những cái chứng từ mà đại nghĩa nó đưa status nào hay là báo đài lúc đó rất là nhiều, báo À. Tiền Phong, báo nét việc đồ đầy đủ, nói chung là phản ánh đại nghĩa rất là nhiều luôn. Dạ. Nhưng mà thực sự lúc đó thì mình thấy cái chuyện của mình nó không có đáng, nó có mấy đồng nó không có đáng, cũng Dạ. như là cộng đồng thì cũng người ít ít, thì lúc đó là anh nói cái miệng anh là 800 triệu mà ai biết đâu, Dạ. mà 800 triệu anh cũng không có giải trình rõ 800 triệu nữa, cứ nói cái miệng không à. À Là cái à. đại nghĩa này theo tôi thừa nhận, theo tôi khẳng định anh luôn là một người chứng nào tật đó, À. anh ăn quen tay từ đó tới giờ rồi, mà bây giờ anh dám ngang ngửa xì tay ra lấy 3 tỷ của Trấn Thành nữa, anh chưa anh làm tròn chưa? Đến khi cái chuyện đang nhạy cảm cực kỳ anh lại lên anh đang đây anh nói là 3 tỷ anh giải trình gì gì bằng cái miệng gì gì đó, anh chưa ai chấp nhận được chuyện đó, ai chịu được chuyện đó. Thì thôi anh chỉ có qua clip anh muốn gửi đến em cũng như cộng đồng Dạ. cái chi tiết đó đó chung ạ. Dạ. À, em Thì cũng xin như ghi nhận mong chỗ dạ. cộng đồng là em chung rõ hơn về cái nhân vật đại nghĩa này, đây là một nhân vật để đáng nói chuyện này. Dạ. Anh này là chuyên đi sâu vào vấn đề từ thiện, lợi dụng cái văn hóa từ thiện của người đối với người, mà anh lợi dụng thật sự mà dùng cái từ lợi dụng luôn đó, Dạ. ăn chặn là anh này luôn nè. Dạ. Rồi thì cái sự việc này thì để chúng ta sẽ đi đi theo cái thời gian, thì chắc chắn nếu mà không rõ ràng minh bạch thì sẽ cộng đồng sẽ lên tiếng thôi. Nhưng mà Ok. cũng cảm ơn anh vì đã lên tiếng góp ý cho kênh tin tức 24 giờ New anh nhé. Và xin hẹn gặp Ok, anh thì ở qua cái đây clip anh tiếp cũng theo. Dạ. gửi là đến cộng đồng mình đang nghe kênh, có những người nào mà trước đây năm 2016 mà đã chuyển tiền bão lũ miền Trung cho anh Đại Nghĩa thì có những chứng từ gì thì cứ gửi cho em tin tức 24 miền yêu này là em Trung, Dạ. để họ chuyển qua lại cho giờ lấy dì Hằng, để dì Hằng làm rõ cái việc anh Đại Nghĩa này luôn. Dạ. Chứ còn nếu mà nói làm Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, ok rồi đó, nhưng mà còn Đại Nghĩa này để anh ngồi vòng pháp luật là không có được. Anh này là phải đưa, càng đưa đi nhanh càng sớm càng 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 ngãi luôn. Là anh Đại Nghĩa này phải là một người gọi là ông trùm luôn đó, ông trùm trong vấn đề từ thiện đó, Dạ. kêu gọi từ thiện là ông trùm, là ông Đại Nghĩa nè, thấy chưa? Ông làm MC, ông đóng biên biên hài mà cái gì mà để ông mua xế lậu, ông mua xế hộp nhà cao cửa rộng làm sao? Ông này thì thôi thôi tôi không nói nhiều, thì tôi chỉ nói sơ qua chi tiết đó thì mọi người là em Trung cũng đã rõ rồi ha, Dạ chỉ dạ mong mọi người rồi. tìm hiểu thêm. Thì cái clip Dạ này anh thì sau clip này anh em sẽ xin làm gửi phiền những anh chứng vậy từ thôi. về đại nghĩa cho em gửi đến cộng đồng sau. Dạ dạ rồi. Em cảm ơn anh nhé. Em chào anh. Rồi ok bye em nha Dạ Trung nha. dạ 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 Rồi chào mọi người nha, chúc mọi người sức khỏe nha, nhớ giữ gìn sức khỏe mùa dịch nha. chào. Dạ rồi, cảm ơn anh Rồi nhé, em ok Thanh. bye. Cảm ơn. Dạ. Các bạn vừa nghe anh Johnny anh ấy chia sẻ về một chút ít về anh Đại Nghĩa. Thì không biết cái sự việc này nó có đúng hay sai, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ đi tìm hiểu thật kỹ về cái vấn đề này, và cũng mong muốn rằng những cái việc mà sao kê á, của các nghệ sĩ thì nó rất là quan trọng, nó thể hiện sự minh bạch, mà nhất là trong cái drama này nữa nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên cái vấn đề sao kê theo mình nghĩ á, thì những người đã làm, đã đứng ra làm thiện nguyện thì có thể thuê riêng một kế toán và trích từ cái quỹ thiện nguyện đó ra. Mình nghĩ rằng tất cả những người mạnh thường quân ai cũng ủng hộ cái điều đó, và làm rõ ràng minh bạch cái tất cả các khoản thu chi và kê khai từ ngân hàng đó, để show ra cho tất cả mọi người cùng xem. Những cái điều đó nó rất là minh bạch và nó giúp cho những người mạnh thường quân người ta nhìn nhận vào và người ta tin tưởng mình hơn. Và cái clip mình xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình.